Rồi tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng login để mà chỉnh sửa CSS. Nó đơn giản, không cần phải sử dụng code nhiều. Nó thì mình sẽ xài cái login gì? Thì tôi sẽ cài rồi các bạn thấy nha. Ở cái login đó thì mình sẽ cài như sau, mình vô add new. Upload login lên nha. Login ở trong cái thư viện của tôi share ra trong cái phòng Canvasform login đây. Yellow pencil. Yellow pencil nha. Rồi là cài vô. Apply nó lên. Apply nó lên xong rồi thì mình sẽ quay ra cái trang mình cần sửa. Ví dụ muốn sửa màu trang này đi. Sửa màu trang này F5 nó lại thì nhận cho nó cập nhật login ha. Thay công cụ sửa đây. Lưu ý khi sửa cái nào trong thêm option, trong phần thêm nó cho sửa. Ví dụ cái này mình sửa trong header được thì vô header mà sửa, đừng có sử dụng login này mà sửa. Nhưng những cái nào mà thêm nó không hỗ trợ sửa, đòi hỏi mình phải can thiệp code thì mình dùng login này để mình sửa. Còn những cái nào mà thêm nó hỗ trợ sửa rồi thì mình cứ dùng cái đó mà sửa, không nên lạm dụng ha. Ví dụ cái này, cái chỗ này thằng login nó không cho chỗ mình sửa, mình muốn sửa phải vô kiếm code nó sửa, cho nên mình không biết đường, cho mình phải dùng login này mình sửa. Còn cái thằng dưới đây mình sửa được trong header, là dưới header mình sửa, thằng này cũng vậy, không cần sử dụng nó. Edit tổng quan, edit tại cái bay này và edit tại bay này, bay template và edit bay. Đây mình sửa, nếu mình sửa edit bay là chỉ có cái trang chủ ảnh hưởng, mấy trang khác không ảnh hưởng. Còn sửa trên này á là tất cả nguyên trang web đều ảnh hưởng. Rồi tôi sửa cái này, đây là nguyên trang web đều có này. Edit slot lên. Có lần rồi thì mình sẽ bấm vô element này và bấm vô single đây luôn. Muốn sửa cái này ha, nhấp cho nó thì lên sẽ chọn là chọn mình sẽ sửa vùng đó. Rồi mình sẽ chọn là background color, chọn cái màu ha, đổi màu nào đây đó. Đổi màu. Rồi sau đó đổi màu xong rồi save lại. Mới mà muốn giải sửa mà sửa mà lỡ sửa xong rồi mà rối quá không biết đường, thấy xấu quá không biết đường, bấm nút này để quay lại nè. Mình sẽ reset lại, trở lại cái ban đầu của thêm. Không mà xuống đây nó có cái phần ở đây cũng có reset style nè. Reset chỗ này thôi. Đó. Đây có chỉnh nhiều cái chứ không phải này, chỉnh CSS có thể chỉnh được những cái chỗ khác. Ví dụ đây muốn chỉnh chỗ này cũng được, nhưng mà cái này mình có trong kia mình chỉnh rồi, nên ví dụ mình sẽ chỉnh đây test nè, đây nó có button nè, led right nè, nó kéo ra nó button kéo ra kéo vô đó. Rồi có màu chữ tùm lum la, đây có nhiều thứ chữ chỉnh mà giờ mình nghiên cứu thêm. Tung sẽ nét bedding border muốn có viền nè. Đó, border màu gì, border màu đen màu gì đó đi. Đây nó không hiện, có những cái nó không hiện thì do ảnh hưởng của theme nó không hiện thôi, có cái nó hiện chứ không phải là cái nào cũng được. Như đây mình chỉnh xong mà lỡ chỉnh không biết đường rồi reset lại nó thì nó trở lại cái mặc định của theme. Còn cái nào mà chỉnh được mình, cái nào mà mình thấy ok thôi, mình sửa xong thấy ok thôi mình cứ save lại. Rồi reset đây thì reset toàn bộ cái bay này luôn. Đó là công cụ mà để giờ mình có thể mà edit CSS đơn giản như cục. Rồi kết thúc cái video này đây luôn ha.